Chào các bạn, ở những video trước thì mình đã quay cho bạn cái cây lục vừng này rồi. Đây là một cây lục vừng mình đánh từ ngoài bờ mương. Mình đã quay, mình uốn nó một lần rồi. Thì lúc đầu nó chỉ là một cái thân thẳng thôi. Bây giờ nó chỉ là một cái thân thẳng như này thôi. Sau đó là mình nó thẳng cao, thẳng tung như này. Sau đó mình cắt vát như này. Ra hai cái mầm và mình cắt vát theo cái mầm này. Và hôm nay thì mình làm video quay lại cái cây lục vừng này và quá trình phát triển các bạn nhé. Thì bây giờ thì mùa đông rồi, sắp sang đông rồi thì mình thấy lá nó cũng già hết rồi này. Thì coi như mình cắt giật nó một lần nữa. Đấy thì các bạn xem sự thay đổi của nó các bạn nhé. Hiện tại là tháng 11 năm 2022. Thì cái cây bây giờ nó phát triển cũng khá là tốt rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì cái cây này mình đã nuôi được cỡ tầm 9 tháng rồi. Thì đây là hình ảnh của tháng 7. Mình đánh cái cây này về từ tầm tháng 2. Đấy, thì tháng 7 là được 5 tháng. Và đến tháng 11 là được 9 tháng. Mất tầm 1 tháng thì nó bắt đầu lên mầm các bạn nhé. Tháng 7 thì mình đã uốn được cái cây này, cái đoạn dưới này. Mình đã uốn và định hình nó được lần thứ 2 rồi. Đợt đó là nó vào mùa xuân nên là cái cây nó lên rất là nhanh các bạn ạ. Còn cái thời gian này thì nó bắt đầu sang thu và đông thì cái cây nó phát triển cũng khá là chậm lại rồi. Nó cũng không mạnh như cái đợt mùa xuân nữa. Mình cắt bớt cái cành để các bạn nhìn cái thân cho nó rõ. Cây này thì thân nó cũng không có lắc lượn gì cả. Được cái gốc ở bên dưới nhìn nó phành to hơn một xíu. Thì cái cảm giác cái cây nó đỡ xấu. Gốc rất to các bạn ạ. Hoành cái này cỡ vào tầm 60cm này. 3 vòng tay. 60cm. Cái này thì lúc đầu nó mọc như này các bạn nhé. Thân nó kiểu như này này. Này thẳng tưng luôn này. Mình dùng cưa này, dùng đục mình vác nó như này. Nó kiểu ra hai cái mầm này, nó lúc đầu thân tận cao tận đây cơ. Đấy, thấy một cái mầm chỗ này, một cái mầm chỗ này thì mình cắt chéo nó đi như này. Đó. Đấy, thì có hai cái mầm ở cái mầm chỗ này thì nó lại có hai cái, thì là mình nuôi một cái mầm này to ra này. Ổn định hình lần đầu thì như video lúc nãy mình cho các bạn xem đó. Đấy, thì bây giờ nó to như này rồi. Bây giờ mình thấy nó cũng hơi trứng rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt giật. Mình sẽ muốn là cái chỗ này thật to ra này. Ở chỗ này mình sẽ cắt lên đây này. Cái này mình sẽ phải nuôi thật to nữa. Đấy, sẽ có một mầm đi xuống đây này. Một mầm là nó lại chéo lên trên này. Đấy. Mầm đi xuống này, một mầm đi ở phía này. Nghĩa là cắt chỗ này này, đã ra hai cái mầm. Một mầm đi ở phía này, một mầm đi ngang như này. Đấy, hơi chéo xuống như này. Còn bên này thì bắt đầu cho phân nhánh đi. Đó, phân nhánh thêm này. Bên này cũng vậy. Chỗ này nó không được đẹp lắm nên mình phải cắt giật lại. Thì để chụp cái ảnh nhìn cho nó đỡ chơi thì mình cắt qua thôi. Đấy. Các bạn là muốn nuôi những cành ngang như này nhá. Đấy, thường nó sẽ có xu hướng nó dựng lên này. Bình thường mình uốn nó ngang rồi nhưng mà nó sẽ có xu hướng là cây nó sẽ có xu hướng nó dựng cái cành này lên này. Nó không nằm ngang nên là mình phải dùng cái dây mình buộc lại. Đấy, níu nó xuống. Cái chỗ này mình cũng níu rồi nhưng mà mình cũng níu không kỹ nên là nó hơi bị lúc đầu nó quặt hẳn ngay cơ. Mà nó chỉ được như này thôi. Mình chắc phải cắt giật mình nuôi lại chỗ này. Đấy. Còn bây giờ những cái này gọi là cành mồi hay là cành thở đấy. Thì các bạn muốn những cành này to ra nhá. Thì chắc bắt buộc các bạn phải lấy những cành ở chỗ này cho nó dựng ngược lên thì nó mới nhanh to. Đấy, chỗ này to này thì chỗ này sẽ to này. Đấy, chỗ này không có thì nó cứ đều nhau như này. Đó, thì đó là cách nuôi những cành mà nó nằm ngang hoặc nó bị chịu xuống dưới. Thì các bạn phải nuôi những cành thở như này. Sau đó bạn cưa những chỗ này đi. Về sau nó bo xẹo lại rất là đẹp. Đó là cách nuôi. Còn cái cành ngọn này thường các bạn ý này, những cành nào mà nó cao nhất ấy, thường nó sẽ tính là cái cây nó sẽ coi cành đó là cành ngọn và nó tập trung dinh dưỡng nuôi cành đó rất là nhiều. Các bạn thấy không? Cái cành này nó thấp hơn này, nhưng mà cái ngọn nó cao hơn này, thì nó sẽ to hơn là cái cành này. Đó. Mấy cái cành này mình nuôi chủ yếu tác dụng là bó sẹo thôi, chứ nó không phải là cành chính các bạn nhé. Cứ lớn thì mình lại cắt thôi.
Còn cái canh này canh phông các bạn nhé. Canh này thì có tác dụng là tạo chiều sâu cho cái cây. Cây này nó có một cái cây tử thì mình cũng sẽ tạo dáng. Nó giống một cái cây mini để thành cái dáng mẫu tử. Cái cành mồi hay là cành thở chỗ này thì nó khá là to nên là mình sẽ dùng cái cạp để mình xử lý lại. Về sau nó bo sẹo, nhìn cái cây nó cảm giác nó già hơn vì có những cái vết sẹo như thế này. Và cái cây nó cũng đẹp và giá trị hơn rất là nhiều. Cạp thêm những phần như này thì giúp cho cái cây nó bo sẹo lại những chỗ này các bạn ạ. Chứ còn mình mà để như này thì nó rất là lâu bo sẹo. Mình cạp thêm một tí như này thì cái cây nó sẽ tiết ra nhựa và nó sẽ bo sẹo chỗ này nhanh hơn. Các bạn nhìn này, cái mặt cắt này nó rất là lớn. Nên là mình phải có những cái mầm để bo lại sẹo này, các bạn thấy không? Những cái mầm này, những cái chỗ nào có sẹo này, mầm này nó phải cao hơn cái chỗ cần bo sẹo này thì nó mới bo được sẹo. Đấy, phải cao hơn này. Như chỗ này thì nó sẽ bo được phần xung quanh phần dưới. Đấy, chỗ này thì nó chỉ bo được miệng miệng này thôi. Đấy. Còn chủ yếu cái này nó sẽ bo được nhiều này, phần ngọn nó sẽ bo được nhiều hơn này. Còn những cái phần bên dưới này phải có những cái sẹo như này. Đấy. Những cái chỗ này thì không cần thiết rồi nhá, mình không bao giờ mình để chỗ này, nhưng mà chỗ này thì nó lại giúp cái cây nó bo sẹo nhanh hơn này. Các bạn thấy không, nó ăn vào này, ăn vào được 1 cm rồi này. Mình cứ nuôi cái này nó to thì mình cắt đi thôi, kệ nó. Những cái này nó bo sẹo rất là nhanh, cái phần này bo rất là nhanh. Chỉ có cái phần này này, cái phần này thì rất là khó bo này, các bạn thấy không, rất là khó. Nên là mình nuôi 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái mầm để bo cái mặt cắt này. Đấy thì là cách mình nuôi là như vậy. Phải nuôi cái mầm này nó càng to này, cái thân này nó càng to này, thì nó bo sẹo nó càng khỏe. Mình phải nuôi nó thật bự ra, đấy. Thì sau nó phải nuôi nó phải bự như này này, đấy, bự bằng cả vòng tay luôn thì nó mới có thể bo lại tầm đến tầm này này. Về sau với sẹo nó chỉ còn khoảng như này thôi, cố gắng bo thêm từ này nữa. Đấy, khi nào cái sẹo này nó bo vào đây mình lại khoét một ít này như này, mình lại cắt ít này, thì nó lại bo thêm một ít nữa. Đấy. Cắt nhiều lần thì nó sẽ bo được thôi. Khi nào cái cây nó hoàn thiện thì cái sẹo này nó chắc chỉ còn cỡ như này thôi, rất là nhỏ. Đấy, thì nuôi là như vậy. Còn cái mầm ở chỗ, cái mầm chỗ này thì tí mình sẽ chỉnh hình lại chỗ này một tí. Còn bình thường mình sẽ đợi cái mầm này nó ra nữa các bạn nhé. Mình sẽ giật cắt giật sau. Ví dụ mới sau nó ra cái mầm như này, mình sẽ cắt giật này. Cái mầm này nó mọc ra này, mình sẽ cắt giật chỗ này, này. Đấy, phải nuôi cắt giật như vậy. Mình phải nuôi những cái mầm mồi bạn nhé, những cái một cái cành nó mồi như này, này. Nhất là cành sát cái phần thân này, phần cành to ấy, thì các bạn cứ phải nuôi cho nó to ra thì nó những cành này thì nó mới nuôi được những cái cành những phần bự như này, nó sẽ nuôi được này. Đấy, chẳng hạn cứ nuôi dọc lên này, đấy thì nó mới nuôi được những phần này. Các bạn mà cắt đi thì nhìn nó sẽ đẹp lúc đầu đấy, nhưng mà nó sẽ cái cành này nó không lớn. Đấy, muốn mà nhiều cây ấy, nó nhiều, thậm chí mà các bạn không nuôi những cành mồi như này mà nó ở dưới phía dưới ấy, thiếu ánh nắng có thể nó sẽ bỏ cành các bạn ạ. Cành ngọn này thì mình không cắt bạn nhá. Đáng ra là mình cắt nhưng mà nó rất còn bé, nó còn bé này mà nó rất là mềm này. Đấy, mình không cắt, mình sẽ nuôi vì cành này để nó kéo sẹo cho nhanh. Cắt này đợi mọc rất là lâu. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ, các bạn nhìn này, cái góc này này, góc cành này và cành này đúng ra nó là cùng cành này, nó khúc này nó cắt lên này thì phải chia làm hai đúng không? Đáng ra là mình phải nuôi cái khúc này nó bự thì mình cắt đôi rồi mình chia hai. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì mình có hai cái mầm thì mình cho một mầm xuống một mầm lên. Còn góc này nó mới khoảng tầm 90 độ. Thì các bạn muốn đẹp thì các bạn phải một góc tầm 120 độ trở lên này. Đấy, phải về nghiêng như này mới được này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng cái dây mình sẽ uốn nó về phía này. Ít nữa mình cắt giật này, mình sẽ cắt đến đây này, mình sẽ cho một cành xuống này. Mình lên, đấy cũng một góc tù khoảng 120 độ. Đấy, nó kiểu như này, chứ còn như này là không đẹp này. Đấy, như này không đẹp này. Các bạn ý này, cứ cái thân to này, chia làm hai này. Một cành này, một cành đây này, một cành đây này, cành to này nhá. Đấy, một góc tù các bạn theo, nó giao sẽ thành góc tù.
Đấy, đến đây lại chia tiếp tục chia làm hai này, lại một góc tu này. Đấy, kiểu như này. Đến đây thì mình sẽ đoạn này mình sẽ chia làm hai này, một cành này sang camera, một cành camera. Đấy, xong cứ thế tẽ dần vậy nhá, thì cây các bạn sẽ đẹp. Cái hàng phong đằng sau thì cách nuôi nó như vậy thôi. Đấy, cái nhất cái này phải về đây mình sẽ dừng cái dây mình níu nó xuống này. Đấy, cho nó phát triển lại thôi. Cứ cho nó phát triển bình thường thôi, ít nữa khi nào nó to thì mình sẽ cắt giật tiếp. Và mình sẽ cho nó cành một cành xuống này, đứng lên này. Cái ngọn này thì mình sẽ tỉa qua một tí để cho cái cành nó phân nhánh và nó phát triển nhanh hơn. Đây thì nó có một cái cây con, cây này rất là to này, cây này nhỏ hơn thì nó dáng kiểu gỗ tử. Cái này có một cái cành nó tỏa ra rất là rộng, che cho cây con các bạn. Cái con này thì mình vẫn đang nuôi. Đấy thì nuôi thì nó cũng phân cành, phân tán, cắt giật nhiều lần đấy. Thì về sau nó chỉ cao đến đây thôi mà nó sẽ giống như một cái cây con các bạn nhé, nó đầy đủ cây con đẹp luôn đấy. Thì nó sẽ là cây con này, cây mẹ này, dáng mẫu tử nhìn rất là duyên. Cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ bôi một ít keo liền sẹo vào đây. Giờ thì đợi cái cành này nó to này, nó sẽ bo sẹo lại và cứ thế đợi thôi. Nhìn chung là chỉ cần thời gian thì cái cây này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình cũng không phải sửa nhiều, đợi cái mầm nó ra thì có thể mình uốn nắn nó thêm một tí, rồi mình cắt giật thêm một chút. Cỡ tầm 6 tháng nữa thì chắc nó sẽ có nhiều thay đổi hơn. Thì khi đó thì mình sẽ gửi lại video để các bạn cùng xem. Mình thì chơi cũng chưa lâu nên là cũng không có cây đẹp để chia sẻ với các bạn. Cũng giống các bạn, đam mê thì mình làm thôi, tự kiếm phôi và tự uốn nắn và chờ cây phát triển. Chưa được một năm thì cây như này mình thấy là cũng ok rồi. Còn muốn cây đẹp thì chắc là phải đợi tầm vài năm các bạn ạ. Mới chơi mà muốn có cây đẹp luôn thì chắc chỉ có đi mua thôi. Chứ còn chả có ai có thể làm cây đẹp ngay luôn được. Các bạn mà hay theo dõi mình trên kênh của mình ấy, thì mình sẽ ra nhiều video để các bạn cùng xem quá trình mình làm cây. Cỡ 1 đến 2 năm nữa thì mình cũng bắt đầu sẽ có những cái cây nó nhìn ok các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhé.